Có một câu chuyện rằng cái người này thiếu nợ vua Diêm Vương Sử. Bây giờ cái ông đó thiếu nợ ông, ông lên trên đó, ông muốn làm cái vai trò gì để đòi nợ? Thì cái ông đó nói rằng là cho tôi làm vai trò làm con đi, vai trò làm con đi. Thì vua Diêm Vương hỏi, ủa sao mà đi làm con? Là làm con đòi nợ ngon hơn, vì cha mẹ làm còng lưng, còn tôi thì phá sản chơi, đòi nợ này mới đặc sắc. Còn làm cha, làm mẹ, làm ông bà thì phải lo cho con cháu, tôi làm con phá gia chi tử chơi. Thì quý vị coi hôm nay phải rõ ràng là con phá gia chi tử nhiều không? Chúng ta cực khổ lo cho nó, nhưng mà có khi chúng ta nói nó không nghe, nó làm cho chúng ta đau lòng. Vậy mà có khi nó xin cái gì nó vuốt vuốt chúng ta, nó nói ngọt vài câu cái là chúng ta chịu không nổi, là phải cho nó. Đó, thì câu chuyện trưởng giả kén rễ cũng vậy. Thì bắt đầu là vừa quy tam bảo một cái là hai cái thằng con mà phá gia chi tử nó chết lần lần hai thằng. Ông bực bội lên, ông trả tự Phật, ông không muốn thờ Phật nữa, không muốn thờ Phật nữa. Cái ông thầy ông mới giảng dạy rồi, rồi bắt đầu tiếp tục cái đầu ông đem tự Phật gì ông thờ, ông thờ ông tu nữa. Cái thời gian cái thằng hiền á, thằng hiền hậu á, nó cũng mắc luôn, còn có đứa gái à. Cái đây là câu chuyện thôi chứ quý vị cũng đừng có lo rằng là bây giờ con tôi hư hư chứ nó sống đi chứ, đem Phật về thờ mà nó chết hết thôi tôi cũng không chịu đâu. Đâu phải ai cũng vậy, nhưng mà câu chuyện này mình muốn kể lên để mà mình nhắc nhở mỗi một người chúng ta đang sống đó mà. Thì quý vị biết rằng đó, lúc đó ông quyết định ông trả Phật. Thì ông chỉ còn có đứa gái à, nó mấy thằng trai chết hết à. Thì ông ngủ bằng đêm thì Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện có một chàng trai, bắt đầu là dẫn ông đi xuống giam phủ quý vị. Rồi ông gặp con trai ông, rồi ông gặp vợ của ông chết luôn á, thì cũng gặp ở dưới đó hết á. Thì ông gặp hai thằng con trai đầu, ông kêu nó, con sao mà con bỏ cha? Thì bắt đầu hai thằng trai nói vậy nè, con cái gì ông ơi, chắc ông quên rồi đó, ông mà đối xử gia đình tôi tệ bạc, cho dai ăn lờ cắt cổ mà ông bắt vợ con của tôi, làm cực khổ bắt vợ tôi, rồi ông đánh tôi chết. Lúc mà tôi gần chết tôi phát lời nguyện rằng nhất định tôi phải sanh vào gia đình ông để đòi nợ mới được, phá cho gia đình ông tan nát luôn. Rồi thằng kia nó cũng nói là nó đến để nó đòi nợ ông. Nhưng mà từ khi mà ông biết Phật Pháp, ông tu hành, ông ăn chay niệm Phật, ông quy y tam bảo, thì lúc đó đó là chúng tôi ra đi. Nhưng mà trong cái thời gian mà chúng tôi lên đòi nợ ông, chúng tôi cũng quá đáng quá, đòi nợ ông mà liên lụy một số người, tôi cũng hại số người thêm. Từ nơi đó mà đòi nợ của ông mà bây giờ tôi làm hại một số người, nên bây giờ tôi phải chịu cái cảnh đọa lạc với âm phủ khổ đau gì nè. Nên thôi giữa tôi với ông là xong rồi, thôi ông đi đi, không có còn cái gì hết trơn ông ơi. Rồi bắt đầu ông tìm tới cái thằng con trai mà nó hiền hậu á, thì ông nói, con ơi, hai anh của con thì nó hung dữ, nó đến đòi nợ thì nó mắc, còn con thì bây giờ con hiền quá mà tại sao con cũng bỏ cha? Thì cái thằng trai hiền nó nói rằng, tôi thì thiếu nợ ông, sanh vào gia đình ông là để trả ơn, nên khi tôi đến là tôi trả ơn, tôi là đứa con ngoan ngoãn, ông nói gì tôi nghe nấy à. Thì thời gian tôi trả ơn cho ông tôi trả xong rồi thì tôi phải đi thôi, nếu mà tôi thiếu cái ơn của ông nhiều thì tôi ở cả đời, còn nếu như tôi thiếu ơn của ông ít thì tôi trả tới đó là xong, tôi thiếu ông có nhiều đó thôi đó, tôi trả xong là tôi phải đi. Nhưng tôi lên tôi trả ơn, tôi hiền hậu, nên khi tôi trả ơn cho ông xong á thì tôi đi xuống dưới đây, rồi xong tôi chuẩn bị đi đầu thai có một kiếp người mới tiếp tục cho tôi rồi, thôi chào ông tôi đi nghe. Đó là ba người, nghe không? Rồi xong ông mới đến, ông gặp bà vợ ông, thì ông nói rằng, bà ơi bà, sao mà bà đến nỗi này bà, sao bà khổ như vậy? Thì bà mới nói, ông ơi, ngày xưa tôi không biết tu, cho dai ăn lờ cắt cổ, cho người ta mượn lúa mà ăn cao quá, rồi khi người ta không có tiền trả thì tôi chửi mắng, tôi cào nhà cào cửa người ta, lấy đồ đạc người ta. Tôi quá keo kiệt và thường hà khắc người làm công,
đối đãi với người ta tệ bạc. Người ta làm tính ra 4 tiếng mà tôi bắt người ta làm 4 tiếng rưỡi, vậy mà trả tiền trả 4 tiếng. Còn làm tới Tết rồi không cho tiền ăn Tết gì hết chứ, đưa lương cho ăn trọn vậy đó. Còn mượn tiền thì tôi tính từng chút luôn, không có tình nghĩa gì hết trơn á. Tôi làm chủ mà con người tôi vậy đó, keo kiệt lắm. Rồi tôi làm nhiều điều ác lắm. Khi tôi chết xong bây giờ tôi phải ngồi bàn chông này ông à, là ngồi bàn đinh đó quý vị. Keo kiệt ngồi bàn đinh chứ. Rồi tôi bị đánh, rồi bị cắt lưỡi đủ cách hết trơn, đau khổ lắm. Nếu bây giờ ông còn nghĩ chút tình nghĩa vợ chồng á, ông về ông đem của cải, ông bố thí cúng dường, rồi ông niệm Phật, rồi tụng kinh hồi hướng cho tôi, như vậy thì ông mới còn nghĩ chút tình nghĩa. Còn nếu không thì tôi phải chịu lãnh đủ cái sự khổ đau này thôi ông à. Quý vị khi nghe những câu chuyện này rồi trong lòng mình suy nghĩ quý vị, cuộc đời chúng ta xoay chuyển cũng như bàn tay lật tới lật lui vậy đó. Bữa nay làm đàn ông, ngày mai làm đàn bà. Bữa nay làm vợ, ngày mai làm chồng. Bữa kia làm con, ngày mốt làm cháu. Có khi đời này mình làm con của cha mẹ, nhưng đời trước có khi mình làm cha mẹ của đứa con này. Có nghĩa là nó xây dòng mà lúc làm cha mẹ, lúc làm con vậy đó. Xây dòng vậy đó quý vị. Vậy thì cuộc đời con người của mình nó cứ xây dòng mãi trong cái dòng luân hồi này quý vị ơi. Bây giờ mỗi người chúng ta học Phật rồi ngồi suy nghĩ nè. Cái giàu có gì ở thế gian này mà tồn tại quý vị? Một năm làm cực khổ rồi mấy ngày Tết, vui được có mấy ngày Tết nè. Mà có khi xài tiền hết một năm làm đó đó. Có những người làm cả năm, vậy mà vô sòng bài đánh bài một chút thôi sốc. Thật sự mà nói trong lòng cũng nói để năm nay coi, có ké mấy cây coi vận may thì sao. Có ké mấy cây thấy thua không à, thôi nghỉ đi được rồi. Cái đứng nhìn nhìn chút cái thấy thì sao. Cái ông cái bà đó sao, cây nào đưa lên cũng 8-9 không hên giữ cái trời. Thôi cho tôi ké một cái đi. Tự nhiên mình ké vô một cái, tự nhiên ta dạch lên bù. Nói trời ơi, tôi thấy đang hên quá tôi ké, sao tự nhiên bù, thôi nghỉ. Vậy mà cây sao tự nhiên ta lật lên chín. Nói trời ơi, sao mình kỹ vậy. Thôi để cây này mình ké thử coi. Ké vô cây sao một thua tiền hết trơn rồi. Bắt đầu về cái buồn, cái sân si. Về nhà cái đầu vợ hỏi tiền đâu ông, hay tiền đâu bà. Thua bài hết trơn rồi. Đừng có hỏi nó bực bội lắm rồi đó. Hỏi hỏi nữa. Bắt đầu nói ông quýnh bài ông thua tiền hết trơn rồi. Ông về ông còn sân si với tôi nữa hả. Rồi con cái ăn uống sao mấy ngày Tết đây. Ờ bà nói chứ tôi đập đồ luôn nghe. Tôi đốt nhà luôn giờ tức rồi đó nghe. Quý vị thấy có những khi Tết xong rồi tự nhiên gia đình nó xào xáo sùm chứ. Cũng vì gì? Vì tiền chứ gì. Nên quý vị đi về chùa mình quý vị thấy sau lưng những đứa có hai cái dĩa trái cây á, trái xài trái đu đủ. Không biết có ai đổi dĩa nào không? Nói mà gặp lại cái chậu hoa của nó, ủa Phật tử nó, ủa xài đủ đâu nó. Những đứa kêu chưng á, những đứa kêu đừng có thai, cứ để đi, để cho Phật tử về đây ai cũng nhìn được á, trái xài trái đu đủ, quay sao cũng được chứ, đủ xài xài đủ. Thì vị hỏi thầy, thầy con nghèo quá làm sao xài đủ thầy. Cái xài đủ này là cái tâm của mình trong mọi hoàn cảnh á. Thí dụ như người ta ăn ngon, nếu người ta biết đủ cũng được. Mà mình ăn dở mà mình biết đủ cũng được. Người ta có tiền nhiều, người ta xài nhiều biết đủ cũng được. Mà mình có tiền ít thì mình xài ít biết đủ cũng được. Có nghĩa là đủ xài là con người cái tâm đủ á. Rồi xài đủ là cái tâm biết đủ á. Từ nơi đó mà xài đủ, đủ xài là chính tâm mình đó. Còn nếu như mà mình nói rằng bây giờ tôi xài chưa đủ, chưa đủ là do cái tâm chưa đủ, thì bao nhiêu cũng chưa đủ. Nhưng quý vị coi có những người thiệt giàu luôn mà họ có đủ đâu. Trời ơi, lúc xưa có một căn nhà thôi mà muốn ước gì cắt căn nhà được được để mà che mưa che nắng thôi. Vậy mà bây giờ cắt được căn nhà đúc rồi, vậy mà bây giờ đi kiếm chỗ nào mua vài miếng đất cắt vài căn nhà nữa coi. Xong bắt đầu nhìn những cái chỗ khác, địa điểm nào đặc biệt để mua một cái căn nhà, mai mốt có gì bán ra có lời nhiều nữa.
đâu có biết đủ đâu, mà tiếp tục cứ là tiến theo cái dòng xoáy của tiền của vật chất, nó không biết đủ. Đã là không biết đủ thì nó không bao nhiêu là đủ chứ nghe. Thì phải nhớ nó, nên con người học Phật của mình á, cái tâm biết đủ thì tự nhiên trong hoàn cảnh nào cũng thấy nó đủ. Cũng như những đức ở đây, những đức có tiền gì đâu mà sao những đức xài tiền hoài ạ? Quý vị nói ủa thầy nói lạ chợ, không có tiền gì mà sao xài tiền hoài là sao? Ý những đức muốn nói là những đức không có chữ tiền, mà có tiền nhiêu xài nhiêu mà lạ lắm. Xài xong rồi tiền đến, xài nữa tiền đến, xài nữa tiền đến. Vậy mà cả năm những đức xài hoài cũng không hết tiền. Có nghĩa là xài xong thì tiền đến. Thì rõ ràng lời của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng này nói rằng á, tiền như là nước lưu thông vậy đó. Chế nước ra thì châm nước khác vào. Nếu nước này mà để hoài thì nước nó hư. Quý vị coi, có khi mình chữ tiền mà gia đình mình lại gặp con khóa gia chi tử, mình keo như là kẹo kéo vậy đó. Biết tiếng kéo chứ. Mình keo như kẹo kéo vậy đó, mà con của mình thì nó lấy tiền của mình, nó đi bao người này người kia ăn nhậu chơi vậy đó. Mình về mình nói mày là cái thứ ác độc, mày thấy tao không dám ăn luôn đó, mà tại sao mày xài tiền vậy tèo? Tao không dám ăn đâu mà mày xài tiền kiểu này, còn tao không dám mua đồ bẩn mà tại sao mày bẩn đồ nhiều vậy tèo? Xong tèo nói nè, thì ba mẹ không dám ăn thì con mới xài, chứ ba mẹ mà không dám ăn mà keo như vậy mà con cũng keo nữa, tiền này để nó mục sao cha mẹ? Mày nói sao cũng có lý. Vậy thấy chưa, mình mà keo kiệt là nó gặp con khóa gia chi tử vô nhà mình. Còn nếu mình mà rộng rãi là đúng ra cái nghiệp quả mình là con khóa gia chi tử vô nhà đó. Nhưng mà mình rộng rãi, mình đem tiền mình đưa ra hết rồi, mình làm việc tốt hết trơn rồi, thì tự nhiên nó hóa giải cái con khóa gia chi tử vô nhà, mà con hiền hậu đi vào nhà để trả ơn cho mình. Thì bắt đầu là đồng tiền đó mình tiếp tục đưa ra nữa, thì đứa con này nó cứ là nó không chịu xài tiền, mà nó cứ tìm tiền thêm nó đem đưa cho mình, mà nó hiếu thảo với mình, nó nghe lời mình. Tuy là mình không có giàu nhưng mà mình lại có tiền, nhưng mà con mình ngoan, như vậy mà mình hạnh phúc. Còn mình có tiền mà con khóa gia chi tử vô nhà, mình nói nó không nghe, mà có khi nó trở ngại mình không à. Tuy có tiền nhưng gia đình xào xáo lộn xộn thì không có hạnh phúc. Nên cái chỗ hạnh phúc chưa chắc là có tiền nhiều, mà cái chỗ khổ đau cũng chưa chắc là nghèo nàn. Nhưng cái chỗ hạnh phúc và an vui là vì hiểu được một kiếp nhân sinh, con người đến thế gian là chúng ta gặp những cái quả báo mà chính mình đã từng tạo ra. Mình hiểu rồi thì tự nhiên mình sống trong cái hoàn cảnh đó, mà mình biết sống vui để trả nợ. Như vậy thì một đời mình vui, trả nợ sẽ mau. Còn nếu không hiểu thì nó sống trong cái khổ mà không chịu trả nợ, mà hỏi câu tại sao? Tại sao cuộc đời tôi đến thế gian tôi như vậy? Tôi có ác gì đâu mà tôi như vậy? Tôi làm cái gì đâu mà tại sao cuộc đời tôi như vậy? Cứ nói như vậy và nói ông chờ, và ông có mắt sao ông chờ? Sao ông đối xử với tôi như vậy? Thì vị biết càng than thân trách phận, càng nói như vậy thì cái món nợ này cũ trả chưa xong mà món nợ mới nó cứ chắc lên. Và nó đưa vị đi đến cái chỗ nào vị biết không? Mình bế tắc. Bế tắc. Tuy có tiền mà bế tắc. Có tiền mà nó gặp cảnh ngộ lạ thường lắm. Có những người người ta giàu lắm, vậy mà gặp tình cảm éo le của cuộc đời. Chồng đi có vợ bé, ở nhà nằm cô đơn quạnh quẻ một mình, ôm chiếc gói khóc thầm. Thấy không? Không đơn giản đâu. Từ nơi đó mà nó không có được hạnh phúc. Nên chúng ta mà nghe được Phật Pháp, quý vị thấy không, trong hoàn cảnh nào mình sống cũng đặc biệt. Nhưng trời ơi, lập luận từ ngay chỗ những đức này, những đức là một thanh niên ngoài đời, từng là hư hỏng mà, vì những đức cũng từng trải qua hết trơn á. Thì từ nơi đó những đức kiểm qua thời gian 10 năm đi tu và 11 năm sống thành phố, mà con số của những đức nó cũng lạ thiệt chứ. 11 năm hư, 10 năm tu, con số nó ngộ ghê ha. Để cho mình nhận thức rằng là ông 11 năm ăn chơi, bây giờ 11 năm ở trong chùa, để cho ông kiểm nghiệm thử coi 10 năm ở trong chùa và 11 năm ăn chơi, chỗ nào đặc sắc hơn. Đây, xác thực không hiểu Phật Pháp nhiều, cũng không biết giáo lý nhiều luôn, nhưng có một tiêu chuẩn đưa ra rất xác thực là 10 năm trong chùa ý nghĩa còn hơn 100 năm ngoài đời mà không biết tu.
Đây là xác thực 100% luôn. Cho quý vị biết rằng là một tháng những đức ở trong chùa còn hơn 100 năm ngoài đời mà những đức mà chưa biết tu nữa đó. Tại vì những đức nghĩ rằng 11 năm của những đức là nó hư quá. Nếu là 100 năm đó thì những đức hư đến cỡ nào. Mà một tháng ở trong chùa này quý vị coi, một tháng nội mà những đức mà tổ chức cho 1000 người mù mà niệm Phật thôi thì quý vị thấy lấy vốn rồi đó. Chứ không chi mà ngày nào những đức cũng niệm Phật và ngày nào cũng chia sẻ Phật pháp khắp nơi người ta nghe. Rồi mỗi tuần chủ nhật hướng dẫn mấy ngàn người. Rồi thứ bảy thì 500-600 em nhỏ lớp đạo làm con. Quý vị nghĩ rằng một tháng chờ là ý nghĩa còn hơn 100 năm những đức ngoài đời hư hỏng hả? Mà tuy là ngộ lắm, ăn chơi nhậu nhẹt, đi những quán xá đồ, quán nào mà ken ken nổi tiếng bốc lên thì mình nhảy vô để coi có trong đó cái gì trong đó, thì bắt đầu là cứ là đốt tiền hết trơn. Có tiền nhiều là xài vô cuộc chơi hết trơn. Vậy mà lạ thay mà có những lúc nó bất an quý vị ơi. Quý vị biết rằng 27-28 tuổi thường nhậu xỉn nửa đêm, tự nhiên ở trên giường. Giường gì? Những đức hồi xưa đi làm, những đức đâu có chịu thuê nhà ở, những đức ở trong cái nhà hàng luôn. Xong cái những đức lau cái xe mà bán hàng á, những đức nằm trên xe bán hàng 7 năm. Cái xe bán hàng nó bằng inox bự lắm, bề ngang nó khoảng 1m2, bề dài nó khoảng 2m5. Ở trên nó có mấy tầng, ở khúc dưới thì nó đưa ra bự vậy đó quý vị. Thì vị biết rằng là những đức buổi chiều cứ là lao lao nhưng mà quay lắm mới dám nằm xe đó đó. Tại vì đầu bếp nên nằm cái xe đó chủ không dám gầy chứ. Mà ngộ lắm nha quý vị. Mình thì xấu xí vậy đó. Ngày xưa ngoài đời mà bán đồ á là bà chủ bà cứ kêu mình ăn đồ ăn trước giùm không à. Bà nói chỉ cần mà đem đồ bán lên mà những đức ăn miếng 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 thôi tự nhiên bán đắt lắm. Bà đó cũng mê tính ác đạn luôn. Nhờ vậy mà bữa nào mình cũng no bụng. Ăn thả gà. Vì biết rằng rồi đâu 7-8 năm chờ nằm xe bán đồ ăn. Rồi bắt đầu là chiều chuẩn bị đi chơi là biết chiều nay có cái ca nhậu nhẹt chơi. Xong về chắc chắn là xỉn say. Giờ đó cũng không thấy đường đâu lao cái xe đồ ăn. Dầu mỡ không. Thôi chiều nay đi chơi lao trước cho nó chắc. Xong bắt đầu là đi nhậu về bắt đầu là lăn lóc lộn mèo trên chiếc xe đó, ngủ giác mũi mày muốn cắn thì mày cắn đi mày à, vậy đó quý vị. Vậy mà đâu 7-8 năm cứ vậy đó, không có thuê nhà đồ ở đâu gì, nó tiết kiệm đồng nào đỡ đồng nấy, tiết kiệm tiền biết gì chưa, tiết kiệm tiền để đi nhậu, tiết kiệm tiền để cho cái thứ độc địa ăn à, vậy đó quý vị biết rằng đây nè nó. Khi mà tiết kiệm tiền không chịu cho người khác đâu, cái gì tốt cũng làm đâu mà. Mà kiếm tiền mà đưa cho cái xấu thì phái lắm nha. Nghĩ rằng cái xấu nó cho mình được vui á, mình phái đưa tiền cho nó lắm. Nó nên từ nào đó quý vị biết rằng là có khi tự nhiên 12 giờ khuya cái tự say rượu quá cái ói ọc 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 xong cái nằm lên cái xe lăn 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 xỉn á, lấy tay cái gì mềm mềm dây vô mà ói mửa. Mà ông đây có ông nào nhậu gì không, đơn giản đâu nha, trời ghê lắm. Nên mình lúc tỉnh thì ngon, lúc tỉnh nó trộn nhìn cũng phong độ lịch sự nha, đi đồ nói chuyện đồ ai thấy cũng thương cũng thích à, ai thấy cũng thương cũng thích, nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc lắm. Vậy mà nhậu vô một cái kênh 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 vậy, mà mình thì nhậu vô một mắt ghê lắm nha. Gặp người nữ là kênh 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 ghê lắm. Nên những đức từng kể lúc mình còn tỉnh tỉnh thì gặp nhìn mấy cô gái trẻ trẻ, còn gặp mà uống rượu xỉn vô bà cụ có rụng răng mà cụ. Ồ, tự nhiên mình xỉn rồi, tự nhiên mình nhìn sao bà già sao trẻ đẹp chứ trời. Ngộ ghê lắm cái gì Phật cái gì. Bởi vì đưa cái giới uống rượu vào là già giới ngừa đó. Chứ nếu ai mà uống rượu vào mà cũng tỉnh táo hết trơn á, mà giữ mình được thì Phật không có chế uống rượu chi đâu. Chỉ có bốn giới tánh kia thôi. Rượu là già giới nhưng mà liệt kê vào năm giới luôn, trở thành giới chính luôn. Tại vì uống rượu vào nó phá những cái giới kia. Nên những ông mà mình nghe rồi, mấy ông mà bớt uống rượu là đỡ lắm.
Nhưng Đức nghỉ uống rượu 10 năm nó tỉnh liền, sáng suốt liền, nói chứ. Sách vở như Đức coi qua là thuộc nhớ hết, sách không có coi đâu, chỉ cần đọc qua hoặc nghe nó phớt phớt qua thôi những Đức nhớ chứ. Ngộ ghê, nghỉ uống rượu là nó sáng suốt, thông minh liền vậy đó. Nói chuyện lưu lót thấy chưa, không dấp câu luôn á. Nói hoài nói cũng được, mà mỗi lần nói là mỗi lần có cái lạ người ta nghe được á. À, chắc là cái duyên của mình đến cái cõi này, mình phải làm cái chuyện 11 năm hư hỏng quý vị. Mà nó hư lạ hơn người khác, nó hư không có bình thường. Những Đức hư là hư lạ cái người mà là mà hư hỏng quý vị. Những Đức mà chịu mà kể tất cả những điều mà những Đức hư cho quý vị nghe đó, là quý vị nghe chắc có 10 năm sau chưa hết. Những Đức hư đê tiện, hư mà thủ đoạn, mà cái bộ mặt bên ngoài thì người ta đều nói anh hiền dễ thương. À, ghê gớm nghe. Có nghĩa là trong tâm mình nói tao là cái thứ ác độc mà mày nói tao dễ thương, tao thủ đoạn, tao đang tính toán trong tâm tao á. Ghê không? Nghĩa là đi đến nhà ai có tự nhiên, vừa đến nhà người ta có gì lấy lòng mau lắm nha. Đến nhà người ta gặp ai làm cái gì cũng làm được, rửa chén cũng nhảy vô rửa chén, quét nhà cũng quét nhà được, sửa nhà cũng sửa nhà được, nhảy lóc nhà mà lợp nhà cũng lợp được, làm gì cũng làm được chứ. Nên người ta gặp nó nói ồ con là ở đâu, cha mẹ còn không? Dạ cha mẹ con mất rồi. Trời ơi tội nghiệp ghê không? Tội nghiệp ghê không? Nghĩa là mình biết rồi, biết nhà này có đứa con gái. Nghĩa là hỏi kiểu này là mình biết rồi. Nghĩa là hỏi mà kiểu mà mình là con trai đến nhà mà tao thấy chúng ta cũng thương, sao mà ông bà hỏi mà cha mẹ nhà ở đâu này kia rồi, mà cha mẹ sao làm nghề gì rồi, là biết rồi, là thích thích mình rồi đúng không? Nói dạ con mắc mẹ từ nhỏ. Bà nói vậy hả con, sau này hai mấy tuổi thì ba con cũng mắc luôn. Tội nghiệp quá. Mà con làm nghề gì? Dạ con thì chỉ có nấu ăn thôi, làm nghề kiếm cuộc sống lai rai vậy thôi, chứ ngoài ra con cũng không có làm gì được giỏi hết trơn. Nói chuyện hiền lắm. Xong ta hỏi vậy con có gia đình chưa? Nghèo làm sao dám tính cái việc đó cô ơi. Ồ nói chuyện ghê lắm quý vị ơi. À, nghĩa là tự nhiên người ta nói ta thấy con tội nghiệp. Bắt đầu hồi đó như Đức ngoài đời cũng nhiều người ta nói thôi được rồi, nếu con chịu thì bác gả con gái cho, bác lo hết cho. Thấy không? Có nghĩa là người ta thấy tội nghiệp á. Nhưng mà thật sự trong tâm nói tôi dụ đó, dụ dỗ đó. Mấy vị thấy không có đơn giản đâu. Bây giờ là tất cả đây là những bài pháp sống động mà như Đức chia sẻ. Nếu ai mà có cái tâm này, vị mới nhớ rằng là cái tâm này nó làm mình tổn phước và nó làm mình bất an lắm nha. Nó có nhiều gương mặt hiện ra lắm quý vị ơi. Nó đủ cái gương mặt để hiện ra chân á. Mà tự nhiên cho những Đức 11 năm con người như vậy đó, làm cho mình bây giờ mình học Phật rồi mình mới thấy ra một kiếp nhân sinh mà mình chia sẻ Phật pháp nó phong phú. Nó xác thực luôn, chứ không phải là đi tu từ nhỏ. Nó mà nó trải đời vậy đó. Nên từ nữa đó quý vị thấy rằng là một kiếp con người của mình thật sự mà nó gặp Phật pháp quan trọng đó quý vị. Rất là quan trọng. Nên chúng ta nào là hút thuốc, nào uống rượu, nếu mà giảm được những chỗ này mà bỏ được luôn thì quá đặc biệt. Nó đặc biệt dữ lắm. Ở đây nè, bây giờ những Đức sống vui vô cùng nè. Bây giờ quý vị nghĩ thì những Đức cà phê không uống nè, thuốc không hút nè, trà không uống nè, rượu thì miễn bàn đi, bánh ngọt không ăn nè. Hình như là tất cả những cái thứ gì mà đồ ăn mà đồ ngọt đồ kia những Đức không ăn. Những Đức một ngày bị nuôi những Đức chỉ cần cho những Đức 3 buổi cơm thôi. 3 buổi cơm đậu hũ luộc chấm muối tiêu hay sao, cơm không cũng được nữa. Chỉ cần 3 buổi cơm thôi là xong. Uống nước thì uống nước lạnh. Nước lạnh hoàn toàn. Không bao giờ uống nước đá, hoặc là nước để trong tủ lạnh mà lạnh là cũng không bao giờ uống. Uống nước lạnh hoàn toàn là nước bình thường. Tất cả những đồ quá chất này kia là đồ ngọt, hoặc là nước Coca-Cola, Pepsi, nước này nước kia là không bao giờ uống. Không bao giờ uống luôn. Sữa, đậu nành mà trong hộp đồ những Đức cũng không bao giờ uống. Toàn bộ là uống nước lạnh, nước bình thường. Đó. Nghĩa là cuộc sống những Đức bây giờ vui không phải là hưởng thụ, mà là vui vì cái đơn giản. Rồi cái đơn giản này tự nhiên đối với vật chất mình không có nặng nữa. Còn hồi xưa là nó nặng với vật chất gì, quý vị biết sao không? Vì nó phải cung phụng cho chính mình.
Nó cung phụng của chính mình, nên mình tạo ra có phải giữ tiếp tục và phải tích lũy để sợ một ngày nào hết đi mình không có, mà để phục vụ cho cái cá nhân bản thân của mình, gọi là ích kỷ đó. Rồi xong mình có một người con gái đẹp bên cạnh mình, phải làm sao phải có tiền để mà mình bồi dưỡng cái con nhỏ này để mà mình có nó bên cạnh. Rồi xong mới tìm thêm một đứa nó dằn chân ở chỗ nào đó. Rồi bắt đầu là phải còng lưng, phải lo cho cái chỗ đó nữa. Rồi mới kiếm thêm một đứa nữa dằn ở chỗ nào nữa, là ba hướng để dằn chân. Vậy thì ba chỗ thì phải làm sao? Cài để kiếm tiền, để cung phụng cho ba chỗ này. Nên quý vị mà nghe nói mà ông nào mà hai ba vợ đó thì quý vị biết rồi. Bây giờ chúng ta học Phật thì chúng ta nói: tội nghiệp chú quá. Gì tội nghiệp? Tôi ba vợ mà tội nghiệp gì tôi? Tôi biết rồi, đừng có giấu, khổ lắm. Nó người xưa ta nói một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, ba vợ thì xuống chuồng heo nằm. Người mà có nhiều đối tượng, có khi tự nhiên chúng ta cô đơn quạnh quẻ một mình mà chết. Giống như bây giờ quý vị niệm nhiều Phật thì không có một vị Phật nào tiêu chuẩn để niệm. Phật này nói rằng là ổng niệm Phật kia để Phật kia rước đi. Phật kia nói rằng là chắc là Phật nọ rước rồi. Bây giờ chúng ta niệm một Phật Di Đà, Phật Di Đà có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề cho chúng ta khi cận tử nghiệp, thì nhất định Ngài xuống sẽ tiếp dẫn chúng ta về cực lạc. Nhân Đức nói rằng là một nghề mà một người có tiêu chuẩn thì thành công ghê lắm, nhưng hai người hai tư tưởng là rất khó làm. Vậy thì Pháp Thế Gian, vậy thì xuất thế gian cũng vậy. Một câu Phật hiệu này mà chuyên niệm đặc sắc vô cùng, tuyệt, tuyệt lắm. Nên Chư Tổ dạy một đoạn văn hay nè. Đây là Đại sư Thiện Đạo, là Phật A Di Đà Quá Thắng nha. Da mòi tóc bạc lằn lằn, lụm cụm bước đung mấy chốc, dù sang vàng ngọc đầy nhà, vẫn khổ si già bệnh tật. Nhắc nhở mình niệm Phật thấy không? Bây giờ quý vị coi đi, ai cũng một thờ xuân trẻ ha. Bây giờ soi gương coi thử coi. Lúc xưa còn con gái tóc nó dày, có khi mà mái tóc mà xõa xuống mà tắm ở dưới bờ kinh sông rồi đó, mà xỏ tóc ra chải đầu. Mấy người nữ mà xỏ tóc ra như này, cái đầu ngồi trên cái cầu mà ở dưới sông hay là gì đó, ngồi xỏ tóc ở đâu là cầm cái chót tóc á vũ vũ vô, bắt đầu chải chải nhìn tóc, tóc đẹp quá. Không, vậy mà thời gian vô thường không tha thứ cho ai. Bây giờ tóc càng ngày càng già thì tóc nó càng rụng bớt đúng không? Càng rụng bớt tự nhiên cái mái tóc ngày xưa đâu còn nữa. Mà nhìn lại bây giờ sao đầu hói hói xói xói rồi. Nó bắt đầu bây giờ quay mái tóc lại. Mà có nhiều cô bây giờ cũng để mái tóc thề vẫn còn em, mà tuổi già rồi. Vậy mà quay xuống cầm nhìn lại, cầm cái cầm cái chót tóc á, vụ vụ nói: mái tóc ngày xưa đâu rồi, hôm nay còn lại cái đuôi này. Thấy không? Đến tuổi già rồi tự nhiên cái đuôi tóc chút xíu à, mà nó ít tóc lắm, là nó thư viêu vậy đó. Rồi có khi mà nó khô tóc, tóc nó khô nó cứng. Còn khi còn con gái trẻ tóc của nó mượt mà, tại vì nó còn sức sống á, nó từ nó đó mà tóc nó dày, nó cứ chải tóc mỗi ngày đồ, rồi cứ chạy ra chạy vào soi gương đồ. Nó bây giờ cũng nên soi gương đi. Rồi bắt đầu ngày xưa bắt đầu có khi nghe soi gương xong rồi đi đâu một chút, bắt đầu là chạy vô ấy son á. Nó thấy không? Vì cái sắc đẹp đó. Rồi xong bước ra bắt đầu là gì? Nếu mà được nhiều chàng trai nhìn bắt đầu là nõng na nõng niệu nha. Nghĩa là mà trong tâm tư muốn mình đẹp để cho người ta nhìn, nhưng mà khi ai mà nhìn cái là đã
thứ vô duyên với sở nhìn hoài. Nhưng mà trong lòng thì nói nhìn nó đi, tôi thích vậy đó. Ồ, nó lạ lắm, người nữ nó đi ngược vấn đề. Đừng có nói rằng là không thích cho người ta nhìn, nghe phái người ta nhìn lắm. Gặp mà không ai nhìn cái nói sao kỳ quá, không lẽ mình vô duyên đến cái mức mà không có một chàng nào nhìn mình ta. Còn ai mà nhìn quá thì bắt đầu cũng chảnh nữa, làm nhìn hoài à, làm bộ bực bội đâu ha, nhưng trong lòng chắc mình cũng đẹp, có nhiều người nhìn. Trời ơi, vậy biết rằng cuộc đời này nó bao nhiêu là cái khổ đau của cuộc đời này. Mà bây giờ mình học Phật rồi mình mới nhìn sâu sắc, mình mới thấy nó. Nên mình thấy một người mà ngồi trên xe hơi, đồ xe xịn đồ, mà gọi là trang điểm bận đồ mà thiệt là đẹp đồ ha, nhìn sang trọng, bước xuống có người mở cửa đồ, rồi kế bên có một ông già già đi tới đồ, rồi cặp tay ông đi, rồi lên xe hơi ông mở cửa đi vào đồ, chảnh chảnh đi vào nhà hàng khách sạn đồ, ăn uống đồ, có người phục vụ đồ, mình nói công nhận nhỏ này nó cũng có phước thiệt. Không ham cái phước này, cái phước nào thở nào mình cũng biết rồi. Thật sự mà nói nhìn cái hình vậy thôi chứ thật sự nó khổ te tu. Quý vị ơi, cuối cùng rồi tay trắng quần trắng tay, chỉ còn lại nỗi đau cho chính mình. Thấy không? Nó không phải đơn giản đâu. Nên mình học Phật rồi mới nhận thức được da mồi tóc bạc lằn lằn, nó lằn lằn đến rồi đó mấy cô trẻ. Lụm cụm bước run mấy chốc, phải không? Hồi tối đi kinh hành có nhiều bà cụ già đi ngang cái gốc á, những đứa kêu mấy chú trẻ, ông đứng đó để ông nắm tay ông dẫn qua đó, bước lên mà làm nè, sợ té không nè, lụm cụm bước run mấy chốc tới rồi nè, nó đi dù sang vàng ngọc đầy nhà, cuối cùng sao vẫn khổ si già bệnh tật. Thấy chưa, thấm thiết không? Vẫn khổ si già bệnh tật, vì có đường tắt thoát ly, chỉ cần niệm A Di Đà Phật. Đó, thấy không? Về thế giới cực lạc không già, không bệnh, không chết. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp y gan Đức Phật A Di Đà. Không còn cái khổ đau trầm luân của vô lượng kiếp nữa. Nghe nói gì thấy cũng ham ha. Nhưng trong lòng mình bây giờ đang làm vợ làm chồng ở cái cõi này mà mình đã có phương hướng đi rồi. Nên bây giờ chúng ta về, chúng ta gặp một ông chồng, ông đối xử cỡ nào chúng ta cũng nói trong lòng mình rằng: anh ơi, em đã có chỗ đi rồi. Chứ không có được nói lạng quạng ra tiếng cho ông nghe không. Chứ gặp mà nghe gì rồi xong về gặp ông nói: anh à, anh đối xử với em như thế nào cũng được, em đã có chỗ đi rồi. Trời ơi, bà mới đi chùa mà bà đi với thằng nào? Đâu có đâu, em đâu có đi với thằng nào. Bà mới nói bà có chỗ đi rồi, đi với thằng nào? Em đi về thế giới cực lạc, đi theo Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là thằng nào? Kiểu như không biết tu mà ông nói Phật A Di Đà, tưởng đâu cái tên của ai là Phật A Di Đà, phải không? Nó nên mình biết rồi, nhưng mà mình biết ông chồng mình ổng không có hiểu, nên mình nói trong tâm mình thường nhắc mình là mình đã có chỗ đi rồi. Thấy không? Vui trả món nợ đời này cho sống đi. Mình nhất định mình phải niệm Phật về cực lạc. Đó, trong tâm mình nó nuôi một cái hướng đi của mình an vui vậy đó. Thì cái cuộc đời của mình đang sống này, quý vị biết nó đặc biệt lắm quý vị ơi. Nó rất là đặc biệt. Quý vị biết rằng là có thể lo cho 300-400 bà già mà sống vui được là do gì quý vị biết không? Là do gì những đức có phương hướng đi rồi. Những đức nghĩ rằng bây giờ những đức 38 tuổi, Tết hôm nay nữa 39 tuổi rồi, lay quay cũng là sắp sửa đi bụi rồi. Thì quý vị suy nghĩ rằng là mình đã có chỗ đi rồi, sợ gì? Phải chi mà lo cho mấy trăm bà già này mà mình đang bế tắc, mình không có một phương hướng gì đi đâu hết trơn. Vậy thì chắc là không nổi. Là không nổi đâu, phiền não cũng chết nữa. Nhưng mà bây giờ dù cỡ nào đi chăng nữa mà mình trong lòng mình nói mình đã có cái hướng đi rồi quý vị ơi. Có cái hướng đi về cực lạc rồi. Nên tự nhiên mình thấy mình có khổ nữa. Đó, đây là cái chỗ mà những đức làm rồi, những đức chia sẻ nè. Nên bây giờ mình không có khổ nữa. Khổ nhất là không gặp được Phật Pháp. Nên khi mình học Phật rồi mình mới thấy rằng là tội nghiệp ông chồng mình. Ông cứ lụi bụi, ông làm việc, ông cực khổ. Ông ăn nhậu rồi, ông có khi ông đi ra ngoài đường, ông kiếm cô này cô kia. Nhưng mà bây giờ mình học Phật mình mới suy nghĩ rằng ô tội nghiệp cho ông. Vì một kiếp người đi qua rất mau, mình bây giờ thì biết Phật Pháp. Nhưng ông bây giờ thì như vậy, tương lai ông sẽ đi về đâu đây? Nó thấy chưa? Nên mình thấy vậy rồi mình mới tội nghiệp. Mà tội nghiệp á,
thì tự nhiên gương mặt nó hiền. Tội nghiệp thì gương mặt mình nó hiền, mà khi gương mặt mình mà nó hiền rồi đó nghe quý vị, thì tự nhiên ông chồng của quý vị ổng không có muốn đi đâu ăn chơi nữa chân à. Vì sao? Vì mỗi lần mà ổng về nhà là ổng nhìn thấy vợ ổng cái là ổng thấy ổng vui à. Tại vì bà vợ hiền nó chỉ ngọt. Còn nếu như mà mình về mà mình mà hỏi đon ren, mình nói rằng là bữa nay sao đi làm mà giờ này mới về, đi đâu? Rồi xong có khi ổng đi đến chỗ đó, mình cầm điện thoại mình điện chỗ đó là em cho chị hỏi là chồng của chị có đi đến chỗ đó vậy không em, này kia rồi phải không? Đò. Cái tâm này là cái tâm mất chồng. Mà cái tâm này nó làm cho mình là lo âu. Mà lo âu trong nội tâm á. Lo âu trong nội tâm thì sao? Lo âu trong nội tâm thì nó làm cho mình hết năng lượng sống. Mà khi hết năng lượng rồi thì sao? Thì cái mặt mình chứ thì sao? Quý vị biết rằng con người chúng ta mà có năng lượng sống ở gương mặt chúng ta. Còn khi mà nó buồn mà nó dặn hết năng lượng rồi là tự nhiên hớp hai bên đây vô nè. Nó rồi nhìn nó khô khan lắm. Nó, ông chồng vừa nhìn một cái nữa. Tôi đi ra ngoài tôi nhìn mấy con nhỏ này nhỏ kia, tôi thấy người ta sao đẹp quá. Tôi về nhà mà tôi nhìn thấy bà sao giống khỉ già quá. Vậy thấy chưa? Mà mình mà học Phật rồi là từ khỉ già tự nhiên nó chuyển biến thành hàng Nga. Đơn giản đâu quý vị ơi. Tại vì cái niềm vui mà nó trang điểm thân tướng mình mà. Và từ như cái lời nói ngọt dịu mình học Phật rồi mình nói như cái lời nói mà nó làm cho ông nghe mà ông mê mẩn. Cái lời nói chân thật và biết lo lắng, biết giúp đỡ người. Từ nơi cái này là cái chỗ trang điểm đặc sắc nhất mà giúp cho gia đình hạnh phúc. Hay lắm quý vị ơi, rất là hay. Bởi vì học Phật đặc biệt lắm. Việc sanh tử của ai tự người đó giải quyết. Người thân, người gì cái gì chứ. Cái việc ăn cơm, bận đồ, lo cho cuộc sống, cắt nhà cho ở, thì đây là cái cuộc sống của thế gian. Rồi cuối cùng trả về cho lại cho thế gian, gọi là đất nước gió lửa. Thì trả về cho đất nước gió lửa, dù là một cọng rau đi chăng nữa, nó cũng là dai mượn đất nước gió lửa. Thiếu một thứ là nó sẽ không sống nổi. Con người chúng ta cũng vậy, căn nhà chúng ta cũng vậy. Bất cứ một vật gì hiện hữu ở thế gian này đều là dai mượn đất nước gió lửa đó quý vị. Và cuối cùng trả về cho đất nước gió lửa. Còn cái việc sanh tử của mỗi người là tự mình phải lo. Mỗi một cá nhân là lo. Và mỗi một con người nghe được đạo pháp tự lo cái việc sanh tử cuộc đời của mình. Chỗ này là chỗ rất xác thực. Đó. Nên mình làm gì làm, nhưng mà mình sắp xếp thời gian mà mình tu được. Đó là người có trí tuệ hiểu biết, biết lo cái việc ra đi của mình nó nhẹ nhàng. Mà có một câu chuyện này kể cho vị nghe. Cái ông này thường ngày được nghe pháp môn Tịnh Độ, nhưng mà hình như ông có lòng tin, không chịu niệm Phật. Sau này đến lúc mà ông bị bệnh á, thì ông cũng chịu niệm, ông niệm lơ lơ, chứ ông có tính tâm niệm. Thì quý vị biết rằng á, tự nhiên ông bị hôn mê. Hôn mê rồi lúc đó có ban hộ niệm đến hộ niệm cho ông. Nên mình mới thấy rằng là khi cận tử nghiệp mà được ban hộ niệm quan trọng. Bị mê rồi đó. Mà ở đây những đức lo cho nhiều người già, những đức cũng thấy nè. Bị bệnh nằm liệt giường mê đó quý vị. Vậy đó mà hộ niệm cho thọ mạng chưa hết thì rõ ràng tiêu nghiệp hết bệnh. Thì niệm vài ngày khỏi cần uống thuốc gì, tỉnh veo vậy đó. Đi ngờ ngờ vậy đó. Thì cái câu chuyện này, cái ông này cũng vậy. Được niệm Phật tự nhiên ông hồi sức, ông tỉnh lại. Nhưng quý vị nhớ nha, một người già hay một người bệnh mà sắp mắc, nó ưa gặp những cái trạng thái này lắm.
bệnh đau thiệt nhiều vậy mà tự nhiên niệm Phật cái tỉnh táo khỏe dữ lắm. Rồi có khi chúng ta không có chú ý để ý đâu. Thí dụ như chúng ta để ý là một cái ngọn đèn, khi nó mà hết dầu quý vị, là nó ưa phật lên cái, nó phật lên cái rồi nó tắt nghe không. Nên mình lo cho người già, trong gia đình có người già nhớ nha, khi bệnh đau hay bị gì đó mà tự nhiên khỏe thiệt khỏe, đi ngờ ngờ vậy là mình phải để ý nha, đừng có bỏ liều á, coi chừng chết bất đắc kỳ tử á. Nhưng nếu thọ mạng còn á thì nhờ niệm Phật khỏe luôn thì cũng có sống được, thời gian cũng dài. Thì cái ông này á, cái ông mà được hộ niệm á, ông khỏe lại thì ông mới nói cho ban hộ niệm nghe vậy nè: cái lúc mà tôi bị mê á thì ma quỷ ác quỷ đến nhiều lắm, bù đầy bên cạnh tôi chứ, đè tôi cứng ngắc người chứ, tôi không còn nhúc nhích gì nổi chứ. Quý vị nào mà từng đi hộ niệm chắc chắn quý vị từng nghe được cái người mà mình hộ niệm cho người ta nói gì là chắc chắn luôn. Có. Mà thêm cái nữa, người ta ưa kêu kìa, người thân ngoài trước cổng kìa, kêu họ vô đi, sao để họ đứng ngoài đó hoài chi à, đứng mà cứ kêu ra ngoài đó làm gì mà sao đứng ngoắc ngoắc hoài à, kêu họ vô đây đi đó. Còn cái ông này thì ông nói là ác quỷ đè ổng nặng, nhúc nhích không có nổi, cứng miệng cứng mồm hết. Nhưng mà nhờ ban hộ niệm, hộ niệm á, cái âm thanh niệm Phật của họ, nên mình nhớ nha, mình niệm Phật, cái tiếng niệm Phật mình á, quan trọng quý vị. Thí dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó phải từng câu từng chữ nó phải rõ ràng, quan trọng lắm á. Còn kiểu mình niệm mà nó không rõ ràng, ai vậy đó bà, ai vậy đó bà, nó lợi cho mình niệm nhưng mà cũng không lợi nhiều, chứ đừng nói chi nó lợi tha. Nên mình niệm với tiếng niệm Phật mình cho nó rõ ràng. Nên chư tổ nói là miệng niệm tai nghe. Cái ông này ông bị mê vậy đó mà ông được hộ niệm, quý vị, người ta niệm Phật cho ông á thì ông bị đè cứng người chứ không biết gì nữa chứ. Vậy đó mà cái tiếng niệm Phật nó lọt vào nhĩ căn của ông á, ông nghe được á. Vậy mà trong cái tâm thức của ổng niệm theo câu Phật hiệu. Rồi ổng mới kể rằng là lúc mà ổng nghe được câu Phật hiệu đó, thì trong tâm ổng niệm theo, thì tức khắc cái oai lực của Đức Phật A Di Đà mà khi ổng niệm lên cái, tự nhiên ác quỷ nó buông ra, nó tóc nó chạy hết trơn vậy. Rồi xong bắt đầu là ông khỏe lại bình thường luôn. Rồi cứ nghĩ rằng ông khỏe rồi. Vậy mà đâu vài tháng sau quý vị, thì tự nhiên ông ngủ qua một đêm, cái tự nhiên ông chết không hay gì. Không ai hay ông chết. Mà khi chúng ta sống ngoài đời, chúng ta cũng thấy có những người thiệt là giàu, thiệt là khỏe, tự nhiên ngủ đêm cái chết, vì thế không? Nên mới nói cái câu là việc sanh tử của ai tự người đó giải quyết. Nên á, mình thường ngày mà mình biết niệm Phật á, là cái lợi ích mà khi cận tử nghiệp của mình tự nhiên nó được cái duyên thù thắng là người ta hộ niệm cho mình, tuyệt lắm. Nhưng mà thường ngày mà mình mà không niệm Phật quý vị, cái duyên mà được người hộ niệm cho mình nó kém quý vị ơi. Thì mình gieo nhân gì gặt quả báo nấy thôi. Nếu lúc mà mình còn sống gì mình siêu niệm Phật thì chắc chắn rằng là cái duyên mình sẽ được người ta hộ niệm đàng hoàng thôi. Đó. Nên những câu chuyện này nhắc nhở mình là khi được sống hôm nay phải siêng năng niệm Phật. Cái chết đến bất ngờ sẽ trở tay không kịp. Nó đến bất ngờ đó. Khi như Đức nói chuyện gì thì ai đau chân quý vị cứ thẳng chân ra không sao nha. Ngồi cứ đau chân quay tới quay lui khó nghe. Từ nơi đó mỗi một người chúng ta nè phải biết trân quý ngày hôm nay. Tại vì vô thường nó đến bất chợt lắm, chúng ta không có trở tay kịp đâu. Chúng ta đừng có nói rằng là người này mạnh khỏe hay người kia yếu gì. Có những người yếu vậy mà không chết, còn có những người thiệt khỏe vậy mà ngủ một đêm lại chết. Chúng ta thấy cái ông xóm trên, cái bà xóm dưới,
Đi ngờ ngờ hôm qua đi chợ đi ngang nhà mình, đi mua đồ, đồ giác kinh kinh đi ngang nhà mình. Tự nhiên ngày mai lại nghe nói, ủa chị ba hôm qua bà khỏe lắm, tự nhiên bà ngủ một đêm, tự nhiên sao bà nằm im ru, rồi gia đình la sùm lên, kêu sùm lên hết, mà bà nằm bà chết queo rồi. Có mà, rất là nhiều. Vậy đó, mà chúng ta thấy cái người đó chết vậy, chứ chúng ta vừa thấy cái chúng ta nói trời ơi gì đó, mà khỏe thì khỏe mà sao mà chết kỳ cục vậy. Rồi xong cái chúng ta ngậm ngùi một chút mà, rồi bắt đầu là chúng ta đi lo việc của mình, cái chúng ta quên mất tiêu, nghĩ rằng cái việc đó là cái việc của người ta chết chứ đâu phải mình đâu. Nên Ấn Tổ ngài mới nói cái câu rằng á, hôm nay thấy người chết lòng ta thấy ngậm ngùi, đời người ai cũng chết, nhưng mà không chịu nhắc nhở là ngày mai đến ta thôi. Ngậm ngùi chút à. Quý vị về đây mấy vị nghe gì nó quan trọng lắm nghe không? Nó nhắc nhở mình không phải là đá đổ cái hoàn cảnh mình đang sống đâu, mà nó nhắc nhở mình là mình phải làm sao mà mình sống với nhiệt tình, rồi với vợ chồng, với người thân trong gia đình mà phải hết lòng với nhau. Vì sao? Vì chúng ta được cái duyên làm người và gặp nhau ở cái cõi này là thuận hoặc nghịch, thì chúng ta vui trả cho xong cái món nợ đời này cho nó xong quý vị ơi. Chứ không phải là nghe như vậy để mình đá đổ cái hoàn cảnh mình đang sống đó đâu, không phải. Mà nó làm cho mình phải tăng trưởng cái tâm mà gọi là trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình, đối với mọi người phải có trách nhiệm đó. Vì chúng ta đến cái quốc độ này thì chúng ta phải nhiệt tình sống, nó có cái trách nhiệm gì thì mình là người niệm Phật nó đúng rồi đó quý vị. Đúng rồi. Nên chư Tổ mới nói câu là muốn làm người dân ở cực lạc thì chúng ta trước tiên làm người dân ở cõi ta bà, phải là người dân thiện thì mới về thế giới cực lạc hội tụ với bậc thượng thiện ở trển, gặp nhau một nơi bàn điều thiện. Vì sao? Vì mình mỗi ngày ở cái cõi này mình thường nói điều thiện, mà điều thiện gì thù thắng nhất? Thường nói niệm Phật là điều thiện thù thắng nhất. Đặc biệt chúng ta để ý lúc trước mà mình chưa niệm Phật đó nghe, có khi mình ưa ngồi xuống mình ưa bàn tán cái chuyện người ta lắm. Rồi có khi lỡ mà người ta lôi ra chuyện này chuyện kia, người ta nói bữa đó tôi nói có chị Năm ngồi đó đó, kêu chị Năm đến đây đi làm chứng giùm cho tôi đi. Mà khi mà kêu mình đến làm chứng cái việc đó là quý vị thấy mình mắc cỡ rồi đó nghe. Hoặc là cái chuyện vợ chồng người ta, chuyện này chuyện kia, bắt đầu là mình nghe cái bà này bà tới bà nói gì chồng bà, xong cái đầu mình đi đến cái bà nọ mình nói trời hai nó vô phước, nó lấy thằng chồng gì đâu mà bây giờ nó khổ quá trời, mấy ngày trước gặp nó nói chồng nó đánh đập nó khổ lắm, thiệt cái thằng gì đâu mà nó tệ, nó đánh vợ nó quá trời luôn, mà nhỏ này nó cũng chịu đựng thiệt chứ gặp tôi thì tôi cũng bỏ. Cái đầu cái bà kia bà vui miệng cái bà gặp chồng của cái cô đó bà nói hồi em sao mà em đối xử với vợ em tệ với em, nó nói với chị đó vậy đó, nó than thở dữ lắm rồi chị đó bà mới nói chuyện vậy đó, nó thật là vậy đó. Bắt đầu cái thằng kia nó nói cái chuyện nhà tôi mà sao chị ba chị nhiều chuyện với chị đi nói chi chị ba. Quý vị thấy có chuyện xảy ra chưa? Nên á, mỗi nhà là mỗi cảnh, chúng ta lấy thì sao thì theo vậy đi. Khi không vừa lòng rồi bắt đầu là đi đâu cũng than thở, ta cũng chưa chắc giải quyết giùm cho mình được đâu. Quả mai nghe được pháp, người nói nhân quả nghe thì còn có lợi ích. Gặp mà cái ông cái bà mà không hiểu nhân quả, nó châm dầu vào lửa mà không phiền phức. Nói xong rồi mà có khi họ còn chim thêm câu nữa. Trời ơi cái thằng cái mặt thấy ghét gì mà em ở được hay thiệt. Nói câu này mang tội á nghe. Thí dụ như mình nói câu nói em ơi, cuộc đời này mà biết sao mà tìm em. Con người ai cũng muốn gặp cái tốt chứ ai muốn gặp cái xấu bao giờ. Cũng nhiều người chúng ta đi tìm cái tốt chứ đâu có tìm cái xấu đâu em. Nhưng mà bây giờ chị học Phật rồi chị biết rồi em à. Chắc là chúng ta cũng là gieo cái nhân quả gì mà bây giờ chúng ta mới gặp cái nghiệp cảnh gì đó em à. Chứ thật sự ai cũng muốn cái tốt hết. Vậy thì tại sao nhiều người gặp cái xấu em? Em phải tin chỗ này. Thôi đã lỡ lấy rồi, có một hai đứa con rồi,
Bây giờ mà em bỏ nó thì em nuôi con, người nuôi đứa, rồi chưa chắc là em ở vậy mà em sống đâu, có chừng em đi rước thêm thằng đem về nữa đó em. Mất công lắm, thôi thà trả cho một thằng khỏi mang tiếng, còn nếu trả cho hai ba thằng mang tiếng dữ lắm em à. Trời, nghe một câu gì tự nhiên mình nói cũng có phước nữa quý vị. Còn kiểu mà nói, trời ơi, bây giờ em nói, chị mới nói chứ, chồng của em gương mặt đó mà sao em sống được hay thiệt. Gặp chị là chị bỏ 80 đời dương rồi. Thấy chưa, một câu nói mà mang tội và một câu nói phiên có phước, quý vị thấy chưa? Nó nên mình học Phật đó, mình phải nói nhân quả cho người ta nghe, dù người ta không nghe mình cũng có phước. Chứ mình đừng có châm dầu vào lửa là có tội. Rồi gặp những người mà người ta mà mang thai, người ta lại người ta hỏi mình, đừng có chỉ cái chỗ đi phá thai nghe chàng. Chỉ chỗ đi phá thai là chỉ chỗ đi giết người đó. Có cái cô đó, cô chỉ người ta đi phá thai 2 lần. Vậy mà bây giờ cổ cứ bị cái thai nhi đó nhập vô cổ hoài vậy đó. Khi nhập vô là nó nói rằng là chính bà là suối người ta đi phá thai, chỉ người ta đi phá thai. Tội liên can, quý vị thấy chưa? Thí dụ như mình dẫn ta đi tu thì có phước, dẫn ta đi niệm Phật có phước, vậy người ta làm điều tốt có phước, đây gọi là phương pháp tốt. Còn nếu như mình chỉ người ta sát sanh, chỉ người ta phương pháp mà sát sanh hại vật, chỉ người ta phương pháp mà nói dối để kiếm tiền, hoặc chỉ người ta căng già căng non, chỉ người ta làm điều phi pháp là mang tội, tại đây là chỉ cái điều sai lầm. Còn nếu như mình chỉ người ta cái điều tốt đẹp là mình có phước, đây gọi là thi pháp. Chúng ta phải nắm được nghe quý vị. Nên thí dụ như mình gặp người nào mà người ta mang thai đi, mình nói con đến với mình đòi nợ hoặc trả nợ em mà, biết đâu cái đứa này đến nó trả ơn cho em làm sao. Thôi sanh đi em, đừng có đi phá nó. Phá nó đó, cái nhất thờ em tưởng nó giải quyết xong rồi, nhưng mà cái nợ đời đời đó đó em giải quyết không có xong đâu. Ngộ Đạt Quát Sư á, giết lầm có một người mà còn theo 10 đời để mà đòi nợ. Đó là bậc cao tăng đó. Không chi mà kẻ bình thường của chúng ta mà đi phá thai 2-3 lần vậy thì những cái thai nhi nó vấu vô người chúng ta tối ngày, nên tâm tư nó bất thường thay đổi hoài, thấy chưa? Gia đạo làm ăn ngóc đầu không nổi, vợ chồng cứ sùng sục hoài vậy đó. Mà chưa xong đâu, đến khi cận tử nghiệp nó kéo thẳng vào tam đồ ác đạo luôn. Rồi có khi nợ nó đòi chưa xong đời này, đời sau nó theo nữa đó. Nên cái chuyện phá thai nó nguy hiểm gấp hơn. Một chục lần mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì nói thà sanh một đứa con, sanh một đứa con tưởng đâu là ôm đứa con nuôi cực, nhưng mà nó không cực bằng đi phá thai mà phải chịu cái món nợ giết người đó nhiều đời nhiều kiếp. Nếu như chúng ta đã lỡ phá thai rồi, bây giờ nghe gì nè, bây giờ phải chăn thật mà lo niệm Phật đi. Mình cầu sanh, mình sanh về thế giới cực lạc đi, mình mới thoát được. Còn nếu như còn trong lục đạo này là quý vị thoát không nổi đâu. Quý vị có lên cõi trời đi chăng nữa, nó cũng chờ cơ hội quý vị xuống đây đó. Ngộ Đạt Quát Sư là bậc cao tăng mà còn đi theo 10 đời chờ đợi kìa. Mỗi lần đến với ông là có thằng hộ pháp hộ trì cho ông, từ nơi đó mà vào ông không nổi. Vậy mà tới đời thứ 10 ông vừa khởi tâm cái là quan gia trái chủ nhập vào đồ gói làm một ghẻ mặt người liền, thấy chưa? Nên nó đáng sợ lắm. Cái việc phá thai là cái việc rất đáng sợ. Nên mình mà có con cháu, con gái đồ mà dẫn đến đây nghe pháp gì nè, nó cũng chừng mực cái tâm nó lắm. Chứ nếu không hiểu nó tùy tiện yêu thương rồi tùy tiện mang thai đi phá thai, cái quả báo này đáng sợ lắm. Cả đời của nó không có được hạnh phúc đâu quý vị à. Nó nhớ đó. Nên á, cái việc sanh tử cuộc đời mình, cái việc này quan trọng lắm. Nên mỗi một người chúng ta không có cái việc gì mà quan trọng mà cái việc mà sanh tử của mình chứ. Tại vì chúng ta gặp nhau ở cõi này chỉ có mấy chục năm, dù thương nhau cỡ nào cũng chỉ có mấy chục năm. Nếu như chúng ta mà không gặp được Phật Pháp á, thì vừa một hơi thở thở ra không hít vào là chúng ta qua một đời. Mà đời sau có gặp mặt lại nhau, những người thân, vợ chồng, cha mẹ này gặp lại nhau, quý vị phải nhớ rằng là không biết nhau. Mà có khi là quan gia đối đầu nữa.
Chúng ta chắp tay lên hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp Pháp Bồ Đề Tâm niệm Phật, lễ Phật và phóng sanh. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nguyện cho Ngài luôn luôn có sức khỏe. Và chúng ta nguyện hồi hướng cho toàn thể đại chúng, nguyện cho quý vị thân tâm thường an lạc và gia quyến luôn luôn hòa thuận, biết niệm Phật tu hành cầu sanh về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Nguyện cho tất cả quý vị đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc, về thế giới cực lạc mới hết khổ, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta làm lễ phóng sanh chim. Những con chim này từng mang nghiệp nên bây giờ mang thân làm loài súc sanh rất là khổ. Hôm nay được chút nhân duyên, được vào ngôi Tam Bảo, được quý vị Phật tử bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh, quy Tam Bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này đó là tài thí, khi sanh cái nên nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật cho những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh cái nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh, chúng ta quy y niệm Phật cho những chúng sanh này nghe đó là tu hạnh pháp thí, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh cái nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Các chú chắc thả chim đứng ở trên đây này, có một chú ở dưới mở lòng đưa lên giùm để nó bay cao được, chứ Phật tử đứng gần quá nó bay không được. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, quý vị xuống dưới nhà ăn chúng ta dùng cơm nha, xong chúng ta lên ngủ một giấc thiệt là ngon. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.